Đức Phật Di Lặc không có. Đó chỉ là một Đức Phật tưởng tượng của các kinh sách phát triển Bà La Môn. Vì thế, chúng tôi mạnh dạn lật tẩy bộ mặt thâm độc của Bà La Môn giáo để cho Phật tử hiểu rõ. Nếu bảo rằng quá khứ đã có 7 vị Phật, thì khi Đức Phật Thích Ca đi tu phải có đạo Phật, tại sao lại chỉ có lục sư ngoại đạo mà không có cái tên là Phật giáo? Thật ra, mãi đến khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu hành chứng quả, nhờ mọi người hiểu biết, cung kính và tôn trọng Đức Phật nên dựng ra tôn giáo Phật giáo. Bây giờ chúng ta mới có tôn giáo mang tên là Phật giáo. Thế mà kinh sách phát triển dám bảo quá khứ có 7 vị Phật rồi gán cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói thì rất oan cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong kinh Tương Ưng, Đức Phật nói: nếu ta nói một điều gì mà chúng sanh hiểu bằng tưởng thì ta có nói láo trong ta. Rồi về vị lai, các kinh sách phát triển sản xuất ra một người có tên là Từ Thị, hiệu là Di Lặc, muốn tranh chức giáo chủ với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, giống như các nhà vua phong kiến ở thế gian tranh ngai vàng. Thật là danh lợi ghê quá. Theo như kinh sách phát triển, đạo Phật có 9 vị giáo chủ. 7 vị Phật làm giáo chủ ở quá khứ như: 1. Tỳ Bà Thi. 2. Thi Khí. 3. Tỳ Xá Bà. 4. Câu Lâu Tôn. 5. Câu Na Hàm. 6. Ca Diếp. 7. Cổ Phật Nhiên Đăng. Một vị Phật giáo chủ ở hiện tại, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Một vị Phật giáo chủ ở vị lai, tức là Đức Phật Di Lặc. Đức Phật Di Lặc đã được kinh sách phát triển nói đến rất nhiều. Đó là một tâm ý nham hiểm của các kinh sách phát triển thành lập Đức Phật Di Lặc để làm một cuộc cách mạng Phật giáo, lật đổ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thay thế bằng vị giáo chủ mới là Phật Di Lặc. Hội Long Hoa, tức là cuộc cách mạng Phật giáo do các nhà thuộc kinh sách phát triển lãnh đạo. Khi Đức Phật Di Lặc lên nắm quyền giáo chủ Phật giáo, thì toàn bộ kinh sách nguyên thủy sẽ bị triệt tiêu, tức là đường lối giáo lý của Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ bị đốt sạch. Kinh sách nguyên thủy không bao giờ có nói đến Đức Phật Di Lặc, và các bậc thánh tăng đệ tử của Đức Phật không có ai tên là Di Lặc. Đối với kinh sách nguyên thủy, tên Di Lặc là một tên xa lạ. Vậy mà bây giờ sắp lên nắm quyền giáo chủ Phật giáo, xin quý vị Phật tử suy ngẫm để khỏi lầm lạc. Hội Long Hoa được xem như một cuộc trưng cầu dân ý bầu cử đức giáo chủ mới cho Phật giáo. Các tôn giáo khác không hiểu, dựa vào gốc kinh sách phát triển và tưởng ấm của con người thể hiện qua cơ bút, cho biết ngày tận thế và Hội Long Hoa sắp mở bày. Phật giáo nguyên thủy không chấp nhận điều này. Đức Phật dạy: quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng, chỉ có hiện tại. Quá khứ và vị lai không cần biết đến, chỉ làm một việc lành ngay trong hiện tại thì quá khứ và tương lai là hạnh phúc. Hội Long Hoa là một sự bịa đặt của những kinh sách phát triển, chờ cơ hội thuận tiện nhất để mở một cuộc họp Phật giáo toàn thế giới lật đổ Phật giáo nguyên thủy. Nhưng vì thế lực Phật giáo nguyên thủy còn mạnh, cho nên họ không thể làm gì được. Hiện nay, cả Phật giáo thế giới đều chấp nhận kinh sách phát triển là giáo pháp của Phật giáo. Đó là một bước thắng lợi thứ nhất của kinh sách này. Đến khi các sư Nam Tông, tức là các sư Phật giáo nguyên thủy, dần dần chịu ảnh hưởng giáo pháp của kinh sách phát triển, và lần lượt các sư Nam Tông sẽ tu tập theo giáo pháp của kinh sách phát triển, thì giáo pháp nguyên thủy sẽ bị đốn tận gốc. Lúc bấy giờ, người ta bảo rằng Hội Long Hoa ra đời thành lập Phật giáo mới, và Đức Giáo Chủ là Đức Phật Di Lặc. Đó là một thâm ý sâu sắc của kinh sách phát triển
dựng lên Đức Phật Di Lặc là có ý diệt trừ Phật giáo tận gốc, mà hầu hết các tu sĩ Phật giáo hiện giờ, Nam Tông lẫn Bắc Tông, đều vô tình không thấy ý đồ thâm độc của Bà La Môn giáo ngày xưa. Kinh sách nói về Phật Di Lặc và Hội Long Hoa là do các giáo sĩ Bà La Môn viết soạn ra, rồi đưa vào kinh sách Phật giáo mạo nhận Phật thuyết. Lợi dụng lúc Phật giáo kết tập kinh sách nhiều lần chưa thành văn bản, người ta đã tùy tiện thêm bớt thật dễ dàng. Cho nên, người nghiên cứu kinh sách Phật giáo hiện nay gặp phải khó khăn là có nhiều bài kinh mâu thuẫn nhau, khiến chẳng biết đâu là lời Phật dạy chân chánh, đâu là lời giả, không phải Phật thuyết.